Hội đồng Nhân dân xã Xuân Lĩnh cũng vừa tổ chức kỳ họp cuối năm để đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2018. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại địa phương. Năm 2018, Xuân Lĩnh có rất nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất đạt 7,6%, tổng sản phẩm quy thóc đạt 113% kế hoạch. Các loại cây trồng đều đạt cả về diện tích và sản lượng. Chăn nuôi đều được duy trì cả về số lượng và chất lượng. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 38 triệu đồng. Kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Xuân Lĩnh đã huy động mọi nguồn lực làm mới gần 1 km đường giao thông nội đồng, gần 600 m đường giao thông, mở rộng và làm được trên 2 km lề đường thôn xóm, trồng mới trên 1,5 km bồn hoa và bờ rào xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên những mặt làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm đưa Xuân Lĩnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.